Bảo Khánh xin kính chào quý khách. Ấm từ xa thường hấp dẫn nghệ nhân pha trà, không chỉ về vẻ đẹp trầm mặc, cổ điển, mang phong cách quý tộc của nó, mà ấm từ xa còn giúp nghệ nhân pha trà thưởng trà ngon hơn so với các loại ấm thông thường. Nhấp ngụm trà thơm khà một tiếng, trăng vàng rớt xuống đáy ly nghiêng. Bảo Khánh ngày hôm nay xin giới thiệu tới quý khách hàng sản phẩm bộ trà từ xa lá trúc, với họa tiết lá trúc trên thân ấm, lòng chén màu xanh nổi bật cùng khay lá độc đáo. Nếu quý khách hàng yêu thích sản phẩm này, hãy liên hệ ngay với Bảo Khánh để được tư vấn nhanh nhất. Bảo Khánh rất hy vọng sẽ luôn nhận được sự tin tưởng và yêu mến từ quý khách hàng.